Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game đến gì anh em ơi? Con game mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi, đó là con game tài xỉu sóc đĩa bồi thượng anh em ơi. Thì vốn mình hôm nay nó 555.000, thực ra mà nói thì hôm qua mình mới nạp ấy, mình hoàn được 55.000, thì hôm nay mình mới chơi anh em, bởi vì là những ngày hoàn trả nạp ấy thì mình nghĩ là cái tỷ lệ thắng nó sẽ thấp hơn thôi, để nó lấy cái lại cái hoàn trả nạp đó chứ anh em, đúng không? Và các bạn nhớ vào sự kiện điểm danh nhận quà free mỗi ngày nha, mặc dù nó không được bao nhiêu, mấy trăm đồng thôi, nhưng mà nếu các bạn siêng năng ấy, với chia sẻ với bốn mỗi ngày đấy, thì các bạn mỗi tháng các bạn cũng được gọi là vài trăm ngàn đấy anh em ạ, khá là ngon đấy nha. Hay là có dê lâu lâu mình có dê mình tặng anh em nữa nha. Thì vốn mình hôm nay là 550.000 thôi, thì mình sẽ vào đây chơi sóc đĩa anh em ơi. Trước khi chơi bất kỳ con game thì mình khuyên anh em rằng như thế này, anh em xóa tất cả dữ liệu game đi, sau đó anh em tải lại để tránh hợp gì nó soi, bởi vì nếu anh em đánh mà bị nó soi thì anh em biết rồi, khắc tiếu thì anh em sẽ thua đâu, đúng không? Bán này mình sẽ đánh lẹ nha. Anh em đánh ấy, anh em khi đánh ấy đừng có bao giờ suy nghĩ là cầu nó về đéo gì cả, mà anh em cảm nhận con gì cứ đặt con đại ở đó thôi. Bởi vì cách đánh thắng ấy là anh em hầu như anh em đều bị đánh lừa nó. Anh em bị đánh lừa kiểu gì? Một là anh em bị đánh lừa theo kiểu đó là nó đang ra cầu rất đẹp, nhưng mà anh em chỉ cần là vào một cái xuống tiền cái là bắt đầu anh em thua ngay. Hoặc là anh em cũng có thể đánh theo con cách này mình hay áp dụng, đó là mình chọn ba trắng hoặc ba đỏ, mình theo từ đầu đến cuối luôn. Chỉ một lần thắng mình đã thắng tất cả, trước đó mình thua rồi. Là mình đánh kiểu này ấy, thì các bạn sẽ có một bất lợi, đó là bạn chỉ có khả năng đó là ăn non mỗi ngày thôi. Là mỗi ngày anh em ăn ít mỗi ngày thôi. Lúc này giờ mình thua 100 này nha. Căng này anh em ơi. Với cái này nó sẽ nhân 4 lần nha anh em ơi. Nhân 4 lần đấy nha. Ví dụ các bạn thắng là các bạn nhân 4 được lần nha anh em ơi. Nhân 4 lần đấy, không phải nhỏ đâu. Cho nên là 4 lần các bạn chỉ thắng 1 lần thôi là các bạn đã thắng tất cả, trước đó các bạn thua rồi. Nhưng mà cách đánh này ấy thì các bạn phải giữ trữ tĩnh nha. Chứ không giữ bình tĩnh ấy thì các bạn chỉ có toang và toang và toang thôi anh em. Đây này. Đấy, ván này thắng một cái là về bờ luôn thôi, còn thắng luôn mà. Đúng không? Đó, cách chơi này nó rất hay. Nhưng mà đồ là các bạn phải giữ bình tĩnh, không được ăn to. Ăn non là ăn cảm nhận ăn non được là nghĩ đi. Ăn non là sao? Ví dụ các bạn có vốn 500.000 đúng không? Thì em ăn tầm 250.000 thôi. Đấy, các bạn chia ra ăn 50% vốn thôi, nếu không hên thì các bạn ăn 10% vốn được. Chứ các bạn đừng có tham. Tham là chỉ có ra đạo thôi anh em. Ôi dồi ôi, hai ván thắng liên tục anh em nè. Ôi, ăn được 250.000 rồi đấy anh em. Đáng là bây giờ mình nghĩ được đấy, nhưng mà đang hên mà. Có phải khi nào cũng hên được như vậy đâu anh em. Hai ván thắng liên tục là không phải đơn giản đâu. Là cũng hên rồi đấy, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Chơi cứ bình tĩnh mà ăn thôi. Một ăn hai là toang thôi anh em, không được vội được. Vội để chỉ có toang thôi anh em ạ. Ôi dồi ôi, ván này thua rồi. Càng đấy, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Càng 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 cứ chơi dần dần mà lên thôi anh em, không việc gì phải vội cả. Nếu anh em mà đánh mà nghĩ là luôn thắng thì đéo có đâu, bởi luôn thắng điều đéo dành cho anh em đâu. Điều luôn thắng mình nói thật với anh em, nó đưa đéo nào ăn đánh ăn mà làm giàu cả đấy anh em, không có đâu anh em. Đừng nghĩ như vậy, không có gì là nó dễ ăn như vậy đâu. Không có gì dễ ăn như vậy đâu anh em ơi. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy nha. Nếu em nghĩ như vậy mình trước sau thì mình đảm bảo luôn là em cũng ra đảo thôi. Đã có chuyện về bờ gì đâu anh em ạ. Đánh thì ai chả muốn ăn, nhưng mà có phải ai ăn được nó đâu anh em, đúng không? Chơi quan trọng chất là phải tĩnh. Bình tĩnh được thì còn thắng được, mất bình tĩnh là cho toang. Má nó kìa, nó về ba trắng kìa anh em biết được lúc này mình. Nó về hai đỏ liên tiếp mình chuyển sang ba trắng rồi. Nhưng mà bây giờ mình không được đặt ba trắng ở đâu nha, bởi nó về hai lần mà. Thì bây giờ ba đỏ nó lợi thế hơn nhá. Lúc này giờ mình 750.000, bây giờ ván thứ tư, ván này không trúng ván thứ tư thì mình phải đặt 60.000 nha. Bởi mình trừ các chi phí mỗi lần đặt nữa. Ví dụ thua là mình đã thua 201.000 đấy nha. Mình tính toán làm sao ấy, chỉ một lần trúng rồi mình đã thắng tất cả, trước đó mình thua rồi anh em ơi. Má nó lại thua tiếp kìa anh em ơi, căng thế. Căng thế anh em. Quá căng luôn đấy. Hay là 80.000 luôn đi, 90.000 luôn đi. Ví dụ thua ấy là mình thua 300.000. Nếu thắng ấy thì ngon thôi. Thắng thì không cần phải tính nữa rồi, là mình ít nhất là hòa vốn rồi, ít nhất. Còn thắng bao nhiêu mình chưa tính anh em. Má nó về 3 trắng tiếp kìa. Sao không đổi sang 3 trắng lúc này nè, trời ơi. Lúc mà về 2 đỏ mình chuyển sang 3 trắng là ngon rồi. Nhưng lúc mà kiểu như là về 2 đến 3 ván đỏ liên tục ấy thì các bạn nên chuyển sang 3 trắng đi. Đừng đánh ngu như mình nha. Lúc này mình thua 300 này đấy anh em. Mày đặt 120 thôi. Như thắng ấy thì mình ngon nha, thằng đéo thắng thì chịu thôi.
không thắng là mình mất 420 đấy anh em. À, nó mất tiếp thật anh em ạ. Đánh ván bài poker thì sao? Với nó một chuỗi xui như thế này thì đéo nên chơi nhiều quá anh em ạ. Một chuỗi xui mà mình cố gắng chơi là dễ toang lắm. Ôi giời, ngon 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 ngon, trời ơi. Thì nó về thôi, cứ đánh như thế này tiếp đi. À, đừng nói thua tiếp đây nha. Thua tiếp là mất 570 đây anh em. Đéo đơn giản đâu. Má nó lại thua đi đó kìa. Trời ơi, thua nữa thật anh em ạ, chịu luôn đấy. Đen thật sự đấy anh em ạ, đéo mà đơn giản đâu. Đen như vậy chịu thôi, biết làm sao giờ, game em xui mà. Má cứ đặt tiếp đi. Bố mày thua chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Má nó lại thua tiếp thật anh em ạ. Mẹ nó chứ kìa, cay thế. Cay thế anh em ơi. Sao cay thế nhở? Nhưng cay biết làm sao được giờ anh em, may lúc này giờ mình chơi bài poker đấy anh em. Bởi mình đã nói với anh em là cách chơi mình ấy, một con game này xui mãi ấy, là mình đéo cố đánh con game đó nào đâu. Đánh là dễ toang lắm. À, ván này đéo trúng là coi như ra đảo luôn đấy anh em. Ra đảo luôn đấy. À, nó ra đảo thật anh em, phải lìn thật kìa. Đen thế trời. Thôi bây giờ mình đã thua tầm đó là bao nhiêu anh em ơi? 500 ngàn đấy, bây giờ mình sẽ làm 1 triệu nha. Bây giờ mình chuyển hòa vốn nước là mình lãi lại 1 triệu rồi anh em ạ. Lãi lại 1 triệu rưỡi à. Đấy, sau đó mình sẽ tính sau nha. Bây giờ mình sẽ nạp khoảng 500 này nha. À, 1 triệu đấy chứ. Hôm nay mình bỏ qua anh em ơi nha. Thì anh em, mình đã trở lại đây nha. Bây giờ mình sẽ vào chơi sóc đĩa nữa thôi. Lúc này giờ mình đã thua 500 rồi, bây giờ mình chỉ đặt 200. 200 mình thua 600 mình nó về bờ rồi anh em nha. Bây giờ mình phải đánh bình tĩnh thôi. Hôm nay mình chỉ thắng 200 rưỡi thôi anh em. Là mình chỉ lên 1.750.000 là nghĩ thôi, đéo còn nhiều đâu anh em ạ. Và nếu thua ấy thì mình sẽ nạp vào nữa, nạp vào 2 triệu nữa anh em. Bởi vì đối mình ấy, mình 500 là không to, 1 triệu không to. Nhưng mà mình đánh theo kiểu này đó là mình chỉ kiếm ăn non mỗi ngày thôi. Chứ ví dụ mà mình ăn to ấy thì mình đã đánh theo cách khác rồi anh em ạ. Thật sự ăn to mình đã đánh theo cách khác rồi, chứ đéo phải đánh kiểu này đâu. Nhưng mà khi ăn to ấy, lỡ mai thua một cái nó có vẻ là mình vốn đéo đâu mà chơi anh em, đúng không? Em công nhận được đó không? Khi mà thua to rồi mình vốn đéo đâu mà chơi, đúng không? Mà lúc đấy mình mất bình tĩnh nữa thì em nghĩ sao mình có vốn đâu nữa mà chơi. Chơi gì như vậy thôi anh em, quan trọng nhất phải chữ tĩnh kìa. Không bình tĩnh là chỉ có toang. Thôi anh em à, đéo có chuyện ăn đặc nó đâu. Game mục đích nó tạo lợi nhuận mà, anh em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy từ trên trời sẽ xuống, đéo có đâu anh em. Tới những lợi nhuận từ những người chơi đấy. À đéo biết, ôi dồi ôi, mày vẫn đéo nó trúng thì vẫn cuối nó trúng thì không mà phải nạp vào 2 mẹ đấy. Ôi đây này, chiền thắng thôi, mình đã thắng tất cả trước đó mình thua rồi anh em thấy không? Cách này rất hay nhưng mà các bạn đừng có bao giờ nạp vào một lần luôn mà chia ra và đánh nha. Các bạn thường là nạp vào 2 đến 3 lần đến 3 đến 4 lần gì đó. Đến 5 lần các bạn chia ra. Chứ bạn đừng có nạp vào một lần nhiều lúc lúc các bạn chơi các bạn đéo giữ bình tĩnh nha. Đáng này ván này đặt nên đặt 200 thôi. Mà bạn sẽ đặt 500, 700, 800 luôn. Đấy. Lúc đấy là các bạn chỉ muốn là thắng nhanh thôi. Thành ra những lúc đấy các bạn rất dễ mất bình tĩnh đấy. Thôi thì mình thắng như này là ngon rồi anh em, nghĩ anh em ơi nha. Thôi video này đúc coi anh em.